giờ đây chúng ta đã thắng, đánh bại Học viện Bạch Hổ, tuyệt đỉnh, hết sức kích động. Trực tiếp ôm lấy Mộ Dung Hân, hát vang những tiếng hò reo để thể hiện sự vui mừng và phấn khích. Còn Mộ Dung Dương nhìn vào hai người trước mắt, tâm trạng phấn khích lập tức trở nên tan thành mây khói. Tuyệt đỉnh, cậu dù có vui mừng cũng đừng quên mất, đó là em gái tôi đấy. Mộ Dung Dương, trình độ của cậu cũng không tệ, chúng ta cũng hãy ôm nhau một cái. Tuyệt đỉnh ôm xong Mộ Dung Hân, lại ôm cả Mộ Dung Dương, khiến Mộ Dung Dương hoàn toàn bị động, không kịp phản ứng. Tuyệt đỉnh, mày tha cho tao đi được không hả? Một tên đàn ông to lớn như mày ôm một tên đàn ông to lớn như tao, cùng hò hét ăn mừng, cái không khí này thật quá kỳ quái. Xin mày đấy, đừng để tao cùng người mất mặt nữa. Thôi thì người vẫn là ôm em gái Hân Hân đi. Thấy cảnh này, Trần Thiên Nhiên mỉm cười tươi rói, nhìn vào ba người Tuyệt đỉnh thì thầm nhẹ nhàng, mặc dù trận đấu trước đó rất hay, nhưng cảnh ăn mừng chiến thắng này sao lại toát ra vẻ ngớ ngẩn và khó xử đến thế nhỉ? Trần Thiên Nhiên, đây không phải là vẻ ngớ ngẩn, đây là khí thế của tuổi trẻ. Chúng ta khi thuở còn trẻ, há chẳng phải từng như vậy sao? Ai chả từng như thế? Đúng vậy, tuổi trẻ thật tuyệt vời. Mê mơ, tuổi trẻ thật là tốt mà. Tô Như Yên và Trần Thiên Niên đã chứng kiến toàn bộ quá trình trận chiến này, trong ánh mắt có sự hài lòng, cũng có những cảm xúc phức tạp của quá khứ, khó mà diễn tả thành lời nói. Lúc này, trên sân đấu, hai bên lại trở nên náo nhiệt. Chỉ thấy Tuyệt Đỉnh từ từ đi đến bên phía đối phương, kéo dậy Dương Giang và Chu Dịch đang nằm trên đất. Thắng trong trận đấu là thứ nhất, tình bạn là thứ nhì. Đúng vậy, không đánh thì không quen biết nhau. Tuyệt Đỉnh, chúng ta đã ghi nhớ cậu rồi. Dương Giang và Chu Dịch là những người thua được và cũng thả súng được, chú định tương lai sẽ tốt đẹp. Lúc này, từ một bên vang lên tiếng oán trách. Tuyệt Đỉnh, tại sao người kéo dậy Dương Giang và Chu Dịch? Vậy sao lại không kéo tôi dậy? Lâm Thiên, hôm qua cậu không phục khi thua trong trận chiến cá nhân phải không? Hôm nay thì thế nào? Tôi phục rồi, ba người các ngươi trực tiếp tạo thành ra một ngôi sao thiên thạch lửa sấm sét. Làm sao tôi có thể không phục được chứ? Thiên thạch lửa sấm sét mà Lâm Thiên nói tới chính là kỹ năng hợp thể tổng công kích của ba người bên phía Tuyệt Đỉnh, được tạo ra từ địa ngục U Minh Sói, Cổ Ưng Rơi Thú và Lôi Bạo Sư Thú. Đòn hợp thể đó cũng trực tiếp kết thúc trận đấu này, hoàn toàn đánh bại ba thành viên của Học viện Bạch Hổ. Này Tuyệt Đỉnh, sao cậu lại cứ ngẩn ra thế? Lúc này, tầm mắt của Tuyệt Đỉnh rơi trên mặt hồ, bởi vì cái xương rồng vùi sâu dưới đáy hồ hiển nhiên là cám dỗ lớn đối với Tuyệt Đỉnh. Bây giờ dù trận đấu đã kết thúc nhưng vẫn còn rất đông người, vẫn phải đợi đến tối mới có thể hành động. Tuyệt Đỉnh tự nhủ trong lòng với bản thân, trong đầu đầy áp những ý nghĩ về xương rồng. Lúc này, bất chợt vang lên một âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng chủ nhân đã dẫn đầu Học viện Thanh Long đánh bại Học viện Bạch Hổ. Nhận được thưởng thêm 5000 điểm hệ thống. Phần thưởng này đã được gửi. Xin chủ nhân vui lòng kiểm tra. Lúc này nhận được 5000 điểm hệ thống sao? Thật đúng là kịp thời. Hiệu trưởng Tô, xin chúc mừng. Hiệu trưởng Chu, đừng khách sáo. Lần này, Học viện Thanh Long của chúng ta được toàn quốc chú ý, đều nhờ sự đóng góp của Học viện Bạch Hổ các ngươi. Chu Thanh Vân và Tô Như Yến vẫn là tiêu điểm đáng chú ý trong đại hội siêu tân tinh hàng năm. Bên cạnh các vận động viên trong cuộc thi này, mặc dù hai cô gái đều mang nét cười dịu dàng trên mặt, nhưng trong lòng đang lén lút đối đầu với nhau. Trong cuộc thi siêu tân tinh năm ngoái, Học viện Bạch Hổ đã đánh bại Học viện Thanh Long, và năm nay Tuyệt Đỉnh đã hoàn thành việc báo thù. Điều này khiến mối thù giữa hai hiệu trưởng Học viện Thanh Long và Bạch Hổ lại sâu sắc hơn. Do có quá nhiều phóng viên báo chí trên sân, Chu Thanh Vân chỉ có thể lại gần thì thầm vào bên tai Tô Như Yến. Hiệu trưởng Tô, người đừng hả hê quá, lần này các người ở Học viện Thanh Long thắng được hoàn toàn là nhờ vào Tuyệt Đỉnh thôi. Cô nói đúng, nhưng thì sao hả? Ta có Tuyệt Đỉnh làm át chủ bài. Thật đáng tiếc, ngươi thì chả có gì cả, nên ngươi ghen tị và phiền não rồi sao? Đúng, ta cũng hơi ghen tị một chút. Lúc này, Chu Thanh Vân quay lại, nhìn về phía Tuyệt Đỉnh, đang đứng ăn mừng chiến thắng bên cạnh đồng đội. Còn khán giả hiện trường thì vẫn liên tục la hét không ngừng nghỉ. Anh Tuyệt Đỉnh ơi, anh đẹp trai quá, anh có bạn gái chưa? Anh Tuyệt Đỉnh, anh là thần tượng trong lòng của em. Sau này chuyện mua nước, mang cơm, em sẽ lo hết. Anh Tuyệt Đỉnh, đây là số điện thoại của em. Lần sau chúng ta cùng xem phim nhé. Lúc này, vầng hào quang xung quanh Tuyệt Đỉnh thật chói lọi. Trong vầng hào quang đó là năng lực vượt trội không ai sánh bằng, cùng với trí thông minh và quyết đoán trong chiến đấu. Chu Thanh Vân, đừng có mà liếc nhìn Tuyệt Đỉnh của chúng ta như vậy. Cho dù ngươi có ghen tị thì cũng vô dụng thôi. Cậu ấy là học sinh của Học viện Thanh Long chúng tôi. Đúng, hiện tại thì Tuyệt Đỉnh thuộc về Học viện Thanh Long của các ngươi, nhưng về sau thì... Lời này của cô là có ý gì? Tô Như Yến, bây giờ là bây giờ, còn chuyện tương lai, ai mà biết trước được. Họ Chu kia, người đừng có mà giở trò muốn đào chân tường, không có cửa đâu. Nghe được ý đồ của Chu Thanh Vân, Tô Như Yến liền nổi trận lôi đình. Tuyệt Đỉnh là học sinh tuyệt hảo nhất trong mắt cô, không chỉ đại diện cho Học viện Thanh Long mà còn biểu tượng cho tương lai của đất nước Long Quốc. Chu Thanh Vân rõ ràng đang có ý đồ với Tuyệt Đỉnh, giọng điệu cũng trở nên âm dương quái khí. Tô Như Yến, theo luật pháp thì có quy định không được đào chân tường à? Hơn nữa, đây là cuộc cạnh tranh công bằng, chỉ cần Học viện Bạch Hổ của chúng ta có thể cung cấp, Học viện Thanh Long không thể cung cấp được phúc lợi và nguồn lực thì có gì sai? Lúc đó, vậy ngươi nghĩ Tuyệt Đỉnh sẽ còn ở bên ngươi chứ? Thôi được, chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội đấu với nhau mà. Đến trận sau, có thể Tuyệt Đỉnh sẽ đứng về phía ta đấy. Hi hi. Mày thật là một kẻ tiện nhân. Cẩn thận ngôn từ nha. Đang trực tiếp mà. Chu Thanh Vân vẫn giữ vẻ ngoài thanh lịch trước ống kính, trả lời phỏng vấn của truyền thông một cách ưu nhã nhẹ nhàng. Hiệu trưởng Chu, xin hỏi ngài nhìn thấy thất bại này thế nào? Phải nói rằng các em học sinh của Học viện Thanh Long rất xuất sắc, cũng là nhờ hiệu trưởng Tô dạy dỗ tốt. Tôi rất tôn trọng và ngưỡng mộ hiệu trưởng Tô.
trước ống kính, Chu Thành Vân chịu thua một cách nhẹ nhàng, nhận được tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Đúng là một con tiện nhân giả dối vô cùng, tuyệt đỉnh sẽ không bị cô ta mua chuộc đâu. Nếu như Học viện Bạch Hổ thật sự trả lương hấp dẫn hơn, không biết cậu ta có bị mê hoặc không nhỉ? Người vì tiền mà chấp, chim vì thức ăn mà vong, đổi lại vị trí của mình để suy nghĩ. Nếu là tôi cũng sẽ bị mê hoặc. Không được, không thể để Chu Thanh Vân đem tuyệt đỉnh đào đi được.